Người cha nhờ bạn nhậu dạy dỗ con và cái kết buồn, bị bạn nhậu của cha chửi và đánh vô cớ, Chiến lấy dao bấm đâm vào vùng bụng người này nhiều nhát. Sáng mùng 2 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Minh Chiến, sinh năm 2002, ngụ huyện Chợ Mới về tội cố ý gây thương tích. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, Chiến và cha ruột của mình là ông Trần Minh C, sinh năm 1975, có mâu thuẫn với nhau vì Chiến cho rằng cha mình thường hay uống rượu và chửi mắng Chiến vô cớ. Khoảng 12 giờ ngày 20 tháng 10, ông C trong lúc nhậu với Quách Văn N, sinh năm 2002 và Nguyễn Quốc V, sinh năm 1991, cùng ngụ huyện Chợ Mới thì kể lại cho hai bạn nhậu biết vừa bị Chiến đánh nên nhờ N và V đến nhà mình dạy dỗ Chiến. Lúc sau, ông C cùng hai bạn nhậu về đến nhà thì Chiến cũng vừa đi công việc về. Thế vậy, N đứng đối diện với Chiến rồi chửi, tát vào mặt Chiến. Bị đánh vô cớ, Chiến đi thẳng vào nhà lấy con dao bấm bỏ vào túi quần. N tiếp tục xông vào đánh Chiến. Tức giận, Chiến lấy dao bấm đâm vào vùng bụng N, nhiều nhát gây thương tích nặng. N được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích 26%. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.